Ngày 9 tháng 2 tới đây, cùng với thanh niên các địa phương trong tỉnh Bến Tre, thanh niên của huyện Mỏ Cày Nam sẽ lên đường nhập ngũ. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đã được huyện thực hiện tốt. Khí thế của ngày hội tổng quân được thể hiện bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ ở các tân binh. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trong mùa tuyển quân năm 2023, nhiều thanh niên ở huyện Mỏ Cày Nam đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi có thông báo tuyển quân, thanh niên Phan Văn Thành, ấp Vĩnh Khánh đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi em biết được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, em rất vui và vinh dự. Em mong sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, góp sức trẻ để xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Để kịp thời động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, những ngày này, ban ngành địa phương, ban chỉ huy quân sự huyện đã đến thăm hỏi các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hoạt động gặp mặt động viên, tặng quà cho các thanh niên, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trước lúc lên đường nhập ngũ. Về chuẩn bị cho cái công tác tuyển quân năm 2023 thì đối với cái đơn vị Đa Phước Hội chúng tôi thì năm nay chỉ tiêu giao là 12, thì trong đó là về cái tuyển quân sự là 7, công an là 5. Nhìn chung qua cái công tác mà tiếp cận thâm nhập gia đình của thanh niên thì rất là vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trước cái thông tin mà cái thanh niên con em của gia đình tham gia xây dựng quân đội. Đối với cái thanh niên mà được tham gia xây dựng quân đội thì nói chung là chấp hành tốt cái chủ trương, cam kết thực hiện tốt cái nghĩa vụ của thanh niên trong cái tham gia xây dựng quân đội. Mỗi thanh niên một dáng vẻ, một suy nghĩ riêng, nhưng chung ước muốn là phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình và các cấp chính quyền địa phương. Với mục tiêu tuyển người nào chắc người đó, đến nay huyện Mỏ Cày Nam đã hoàn thành các bước trong công tác tuyển quân. Trong đó có 115 trên 151 thanh niên đã nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2. Có 122 thanh niên trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, 27 thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng. Trong đợt này, huyện có 151 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có một nữ về các đơn vị, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 8, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Hiện 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm chất lượng, đạt chỉ tiêu giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền lực nghĩa vụ quân sự năm 2015, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để đảm bảo tốt chỉ tiêu giao quân, các địa phương thực hiện với phương châm tuyển người nào chắc người đó, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ giao quân. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Thanh niên huyện Mỏ Cày Nam đã xác định tham gia nghĩa vụ quân sự là vinh dự, niềm tự hào, chính là sự cống hiến một phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Niềm tin ấy sẽ theo chân những thanh niên ưu tú của Mỏ Cày Nam về các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.